Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog của mình. Mình là Cùng Kiến Trúc Sư, mình làm Vlog về kiến trúc nội thất và tư vấn nhà cửa. Và để tiếp nối series cải tạo lại nội thất nhà mình thì chúng ta sẽ đến với một nội dung khá là thú vị đối với, không biết là thú vị đối với mọi người không, nhưng mà đối với chúng mình thì nó thực sự nó khá là thú vị khi mà mình trình bày cộng với cả nhân viên mình trình bày với tất cả những cái mà chúng mình nghĩ là chúng mình có thể làm được và những cái sở thích, những cái mà nội dung khi mà mình bàn bạc với cả vợ mình và mình bàn bạc với cả anh em thì mình sẽ đưa hết lên trên cái clip này. Và để không làm mất thời gian của mọi người thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu luôn nhỉ. Cái tông màu một là sử dụng khá là nhiều tông màu đen cộng trắng cộng với cả những cái phần vật liệu không mộc, ví dụ như cầu cái sàn bê tông à cái trần bê tông này, cộng với cả những cái điểm nhấn, ví dụ như ở đây có thể thấy là một số những cái phần mà cái phần mình chi tiết cứu lại xước này, màu vàng hồng này, nó cứu lại cho toàn bộ những cái phần này nó không bị quá được quá nặng này. Này cái màu này nó phải đi kèm với cái màu kia, thì nhìn chung là cái này là một cái phong cách mà có thể áp dụng khá là nhiều ở các cái căn hộ mà dạng theo kiểu các cái vợ chồng trẻ, ví dụ như ở cái chỗ ấy là tương tự như này, nhưng nó không quá nặng nề như này, nhưng mà nó vẫn kiểu mang cái hơi hướng kiểu đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ảnh này. Ảnh này thì thực ra anh thì anh khá là thích, nhưng nó có một cái vấn đề duy nhất, đấy là nhiều chuyện ốp quá. Mà với cái mức đầu tư của nhà anh chỉ muốn nó ra được khoảng 300 thì cái phần đường đường này là anh sẽ bỏ hết, nên nó sẽ không làm được quá là chi chít gỗ như này. Còn cái phần giường ấy, thì cái phần giường này thì bởi vì là anh đã làm cái giường phản rồi thì chắc là sẽ không giữ lại cái này nữa, nhưng mà về bố cục các thứ thì anh thấy khá là ok. Các cái mảng tủ này thì đối với nhà anh nhé, thì thay vì có cái tranh như này mà hơi nhẹ nhẹ như này thì anh sẽ sử dụng một cái là gì đấy mà cái bố cục ấy nó giống như ở cái mặt bằng nhà anh, nó cái giường ở đây đúng không, cái tủ ở đây, thì chỗ này anh muốn là có một cái gì đấy như này cho kiểu trẻ con nó chui đây nó ngồi và chơi. Tiếp theo đến cái này thì không có gì này, đến cái phần xem nào. Đối với cái phong cách này thì anh cảm thấy khá ok với cái tông màu và cái gọi là các thứ chất liệu của cái này, ví dụ như kiểu anh rất thích là anh đưa vào văn phòng mình, bởi vì là các cái khu nhà ở thì như này thì nó sẽ hợp với một số các cái nhà lớn. Đây ví dụ như ở nhà này là penthouse hay là duplex anh không biết, nhưng mà nhìn chung là nó sẽ phải lớn. Và thứ hai là gọi là người ta cũng phải sống nghệ nghệ một tí, tất nhiên anh thì cũng khá là nghệ nhưng mà chị thì không thấy lắm, cho nên là anh chắc là sẽ chỉ lấy nó ở chính cái vị trí không gian này thôi, và sau đấy thì anh sẽ sử dụng một số cái tông màu, ví dụ như màu vi này, màu gỗ này, màu đen này, kết hợp với một số những điểm nhấn màu cam. Cái màu nâu cam này thực ra là khá dễ dùng để mà nhấn, nếu mà nó nhiều quá thì nó lại không hay. Tiếp theo đến một cái nữa, cái này đây, đây thì anh nghĩ là cũng có thể sử dụng được một số chỗ, ví dụ như là một cái mảng tường nhấn này, nó cũng là một cái ý khá là hay khi mà nó đi cùng với cả cái màu cam này, cái màu gỗ à cái màu xanh này, thì có thể là khá là ok rồi các bạn. Rồi hai màu tương phản này. Còn tôi còn đang muốn mua một cái piano cho con, không biết là mua ở đâu, à không biết là để đâu rồi. Chọn thôi cái tông màu này, đây cái tông màu này khá là ok, tông nó hơi kiểu nguy nguy kiểu nhu nhu đây. Tông màu này thì khá là ok, nhưng mà còn có thể áp dụng ở trong văn phòng, có thể áp dụng trong văn phòng, còn nhà anh thì cá nhân anh cũng chưa ưng lắm, anh thì anh thấy nó đẹp nhưng mà anh không thích, còn chị thì càng không thích bởi vì chị bảo nó trông buồn quá. Cũng khá là có nhiều người thích cái này, hôm trước anh cũng vừa ngồi nói chuyện với một người khá là thích cái kiểu này. Đây còn có thể là nhấn nhá kiểu như này,
khi mình có không gian, có nhiều thứ thì mình chơi kiểu kiểu như này. Tuy nhiên bây giờ chưa có, bé quá. Đây, cái hệ kính này anh sẽ làm nó ở cái cửa kính chỗ chỗ văn phòng, thì anh em mình sẽ đây này, khi mà nhìn qua nó sẽ không thấy và người bên trong nó là thoải mái, người bên ngoài không biết. Thì anh đang cân nhắc là có thể là làm riêng một cái vách này không, hay là làm toàn bộ cả cái phần bên chỗ kệ mà cạnh chỗ anh ngồi hay không. Bởi vì là nếu mà được thêm một cái kệ như thế thì nó sẽ tăng cái ánh sáng vào bên trong cái nhà bên trong thì khá là nhiều. Nếu mà không có thì nó hơi tối. Nên sẽ phải cân nhắc làm sao để đảm bảo cả thẩm mỹ với công năng. Về cái tông màu như này thì anh khá là thích, và anh cũng rất là thích dùng mà áp dụng vào trong một số cái tăng mới đây của anh, nhưng mà đối với nhà anh thì anh thấy nó có thể là anh sẽ phải nhấn nhá thêm một chút. Cái này nó hơi kiểu tông nó hơi kiểu sang sang giống kiểu Metroid ấy. Nhìn cái cảm giác, cái cảm xúc của cái này nó trông khá là giống với Metroid kia, cho nên là lúc mà anh chụp ảnh anh cứ chơi anh bảo là A23 đấy, đây A23, à đây là 23 quên mất, 23 thì dài. Đấy, thì cái tông màu này thì nó hợp với cả người tầm cỡ khoảng 35-40. Nhà anh thì mới có chưa đến 30 cho nên chắc là trông nó sẽ phải xị hơn tí nữa. Mấy cái kiểu như này thì nó cũng đang hơi kiểu dạng cứng rắn quá với anh. Đây, cái phong cách này thì nó khá là gần với phong cách tối giản, điều là các thứ chẳng có nhiều. Nhưng vấn đề là thứ nhất là không gian nó rất là rộng, riêng cái không gian này chắc bằng cả nhà anh, nhưng mà còn cái phần mà tủ kia các thứ không có. Thì đối với cái quan điểm của anh thì anh không có được tối giản và anh cũng thế, nên thành ra là nó có rất nhiều đồ. Đây ví dụ như kiểu vừa mới ngồi để kê ra một lối các cái món đồ này, nhà là phòng ngủ thì có máy lọc và bùa ẩm này, máy lọc không khí cộng bùa ẩm này, máy hút ẩm này, máy hút bụi cầm tay này, chỗ để túi quần có ba lô này, khu quần áo để đồ mặc dở này, giỏ để quần áo bẩn và các quần áo mặc dở để chuẩn bị giặt này, cái nữa là cái tủ để quần áo theo mùa và chỗ để đồ chơi cũng như cả sách của anh. Có nghĩa là hiện tại bây giờ như trong cái giá sách bên trong kia nó đang để lẫn lộn giữa cả sách kiến trúc, sách của anh theo kiểu sách kiểu kinh doanh với cả mấy cái sách kiểu thương hiệu cá nhân các thứ, thì anh muốn là tách cái phần sách đấy ra. Và anh chỉ bên văn phòng anh chỉ để gọi là rất ít và hạn chế những cái sách đấy thôi, còn đa phần là rất là sách kiến trúc nội thất, giống kiểu SCBA này, New Fur này, hôm qua con vừa mua New Fur của mày đọc chưa, và các cái vật liệu mẫu. Bởi vì anh muốn trong khoang này nó chỉ dành cho văn phòng thôi, còn toàn bộ các sách của anh nó sẽ vào trong một bộ kia hết, hoặc là có thể ra chỗ TV kia. Anh vừa mới đấy, vừa mới ngồi trao đổi đấy, là vừa nghĩ là có thể là sẽ bỏ cái TV ở phòng khách mà sẽ chuyển TV sang cái quần khu văn phòng, để về sau ấy là anh em mình có một cái bàn ở đây đúng không, sẽ ngồi đây xong này, xong rồi có cái TV ở đây luôn, kiểu có gì chỉnh chiếu đây, thay vì anh em ngồi như này thì anh em sẽ ngồi kiểu kia đấy. Thì bên ngoài đấy thì cân nhắc, bởi vì thực ra thì mua ba cái TV cũng được nhưng mà hết tiền. Đây là một cái đây. Phong cách này thì anh cũng thấy khá là thích. Ghế đi chiếc ép này, thấy không? Ghế đi chiếc ép này, bàn đi chiếc ép. Bàn kia anh cũng vừa dùng trong cái phối cảnh của Metropolis cũ, nhưng mà sau đấy thì thay đổi thì mới làm cái bàn như thế này, con làm mới. Như cái tông màu này, cái tông màu gỗ này, tông màu gỗ này, lên thực tế nó bị xỉn, trông bị xỉn. Đây vừa đến không gian phòng ngủ thì thực ra nếu mà làm cố gắng theo kiểu gọi là kíp thì đấy thì có thể làm theo kiểu như này, tức là có một cái phản ở đây này, có toàn bộ cái hệ tủ này cộng với cả cái chỗ mà anh bảo có thể là mình để chỗ để con nằm ấy, kiểu như này, nhưng tất nhiên nó sẽ phải cách ra. Và thứ hai là cái phần đầu giường ấy, thì nếu mà mình gọi là quá chật thì mình sẽ làm như này, nhưng mà nhà anh thì khi mà anh đang đặt được một cái hệ tủ ở bên cạnh thông hành lang rồi thì anh không cần thiết anh phải làm cái chỗ như này. Thấy nhiều
Tiếp đến với một cái phong cách mà có thể là anh sẽ dùng ở nhà anh. Đấy là một cái phong cách mà anh tạm gọi là nó thiên hướng của nó thì là Scandinavian, hoặc là có thể gọi là Nordic đi. Là cái phong cách mà nó thiên về tông trắng cộng với cả tông trắng đen cộng với cả một số các tông ghi và tông màu trung tính để làm cho kiểu điểm nhấn. Ví dụ như kiểu màu gỗ này, màu gỗ này. Đấy, thì nó sẽ cũng giống như kiểu cái vừa nãy mà cái vàng đồng kia, nó sẽ có phần là cứu lại cái phần nó không bị quá là kiểu khô cứng ấy. Nó kiểu một màu ấy. Đây ví dụ như kiểu cái này, một cái view như này, một cái view như này có một cái máy bay này, tông màu cũng màu cam với cả màu nâu cam ấy, dùng để nhấn khá nhiều và khá hiệu quả. Đấy, thì đối với cái nhà anh thì chắc là qua cam thì cũng nhìn thấy là toàn bộ các cái mảng tường là cháu nó vẽ hết rồi, cho nên là chắc là anh sẽ xử lý cái tường nhà anh nó sẽ một chỗ khác, hoặc là tường nhà anh có thể là dùng giấy dán hoặc là dùng cái màu sơn nào đấy để mà hạn chế cái việc cháu nó vẽ, và sẽ để cho nó một góc để nó vẽ thôi. Và anh thì anh cũng không phải là người quá thích màu trắng, thực ra anh gần như mọi người nhìn chắc anh chả bao giờ anh mặc màu trắng, hầu như không có cái gì màu trắng, bởi vì là một là anh cảm thấy nhìn nhiều màu trắng ấy nó bị mệt, cái thứ hai là khi mà anh dùng màu trắng ấy là bao giờ anh cũng sẽ pha một cái màu ghi để trông cho nó sẽ êm hơn, vì giống như ở Metro Boomin không, hình như là gần như không thở ra vô chỗ gần nào, nhưng mà ví dụ như kiểu anh làm nhá là anh sẽ xem là vẫn màu trắng, bởi vì cái màu trắng này nó là cái màu khá là phổ thông ấy, và mọi người có thể thay nó bằng, thay thế nó bằng Maxylite rẻ hơn. Còn các cái tường này thường thường anh sẽ là sử dụng các cái chỗ mà mang chất là màu trắng qua với cả màu ghi hoặc màu nâu hoặc một số các cái màu mà nó trông nó sẽ khác biệt hẳn với cả màu trắng, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái độ gọi là sáng. Một số các cái họa tiết mà anh khá thích này, đây là họa tiết gọi là Chanel với cả một số những cái món nhỏ nhỏ như này thì chắc là vợ anh sẽ sắm trong quá trình mà sử dụng. Và thực ra cái đồ mà các cái món đồ mà theo kiểu dạng kiểu long lanh kiểu Metropolis ấy thì nó hợp với cả cái nhà của anh chị hơn. Còn nhà của anh thì nó vẫn đang chắc là vợ chồng trẻ con nhỏ theo kiểu dạng không có quá nhiều gọi là dư giả tài chính, thì thường thường sưu tập những cái món này nó sẽ dễ hơn, cộng với cả việc là anh sẽ có thể bố trí nó trông nó sẽ giống như một cái gia đình nhỏ của một cái người mà gọi là mới bắt đầu sự nghiệp kiểu kiểu này, thì mình có thể mình ít tiền mình chơi được ít tiền thôi, trông nó vẫn đẹp mà, đúng không? Trông nó vẫn không có gì gọi là ở kia cả. Tiếp theo là cái kệ này thì anh cũng thứ là một đợt anh khá thích cái kệ là của IKEA, anh nhớ là của IKEA, và nó là một cái hệ kệ mà đa dụng để cho mọi người có thể sử dụng. Nó giống như cái kệ Baxter ấy, nhớ không, cái kệ Baxter kia nhá, thì là nó theo kiểu nó dạng một dải này, cái hạn thế cũng module, cũng có thể là mình ghép các thứ vào với nhau để mà làm thành một cái hệ kệ hai hệ kệ ba hệ kệ, thì cái này khá là ok. Nhưng mà đối với nhà anh thì anh đang không biết là có thể cho vào đâu được, bởi vì thứ nhất là nó mang cái chất trang trí nhiều hơn là cái này. Bởi vì là khi mà đồ của nhà anh thì nó rất là nhiều các cái món linh tinh nhỏ nhỏ, nó ít các cái món đồ trang trí. Ví dụ như cái hệ mà bày ở cái tủ kia thì nhà anh rất ít, nhà anh chỉ có mỗi một cái hệ đấy là để, thì có thể là anh sẽ tập trung nó vào một góc, còn sau đấy thì tất cả những cái chỗ như thế này là anh sẽ chọn một cái option có thể đóng được. Và ví dụ như kiểu là mọi người có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hệ kệ thì chắc là anh sẽ bị coi anh còn 4 hệ kệ, anh không có quá nhiều thứ để anh bày như thế. Ví dụ như kiểu ok sách kiến trúc thì đẹp đúng không, nhưng mà những cái sách theo kiểu dạng kiểu binh pháp quân tử hay cả các thứ ấy, thì trông nó bìa trông nó chẳng đúng chưng là gì cả. Mà một thời gian khi mà em dựng cái gáy ra lên cái sách nó sẽ bị ẹp thì dùng nó sẽ khá là khó. Đấy là một cái mà anh thích nhưng mà anh chưa biết được là có thể bỏ vào được không, thì chắc là phải nhờ nếu với cả Khang. Đấy, còn về tất cả những cái này thì anh rất thích này. Ví dụ như cái chỗ này là cái chỗ để chơi này, nhưng mà anh cũng chưa biết để đâu,
chắc là chắc cái này có thể để được ở chỗ đầu giường của anh ấy. Nhớ cái đầu giường không? À nhớ cái chân giường không? Cái chân giường mà chỗ cuối giường. Ờ, đây này. Để anh mở mặt bằng. Để anh mở mặt bằng. Chỗ này nhưng mà chỗ này thì hơi khó nhá, chỗ này nó vướng bốn cái đầu giường đấy. Anh khá là thích cái một chỗ nào đấy ở đây để cho trẻ con nó chơi. Nhớ cái chỗ này anh bảo là những cái đèn chỗ này anh không rõ như nào, nhưng mà đại khái là nó sẽ hoặc là đây xử lý cái góc này xong rồi cho nó vào đây cũng là một cái phương án. Cái mặt bằng này là cái mặt bằng mà sau khi mà anh em mình không nhất chỉnh cái chỗ ra thấy đúng không, thì sẽ có một cái hệ tủ to rất là dài này, thì em bịt luôn cho anh cái chỗ này đi. À đúng rồi, bịt không cửa kính vách kính. Ừ, em để cái vách kính này mà em vừa làm cái hệ tủ này thì hết chỗ rồi đâu đúng không. Và toàn bộ cái chỗ này ấy, em khi mà em muốn làm thế em phải câu nhảy cho này lên. Rồi, em câu nhảy lên cho anh đường ống của máy giặt ở đây. À. Đầu toàn bộ đầu máy giặt ở đây, cấp nước thoát nước ở đây thì phải chia hết về đây. Và đây là một cái phải lưu ý khi mà thi công. Đây này, cái chỗ TV có thể để đây này. Đấy. Đấy, một cái phương án. Thì khi mà có TV ở đây, mà giả sử có bỏ ở đây thì anh sẽ làm phẳng này lại, nó không... Nhưng mà trông nó lại không nghệ. Trông lại không phải củ nghệ. Cho góc nó nhỏ là được, không phải cổ kính. Cho nhỏ lại cũng được. Thực ra nếu mà bỏ cái đấy ở góc đấy thì anh nghĩ đến một cái phương án là anh sẽ làm một cái dạng như kiểu một cái điêu khắc hay một cái lò sửa đấy, một cái gọi là một cái lò sửa thì đấy, hoặc một chỗ ngồi kiểu như này đúng không, mình có thể treo được ở đấy mà. Đây mình có thể treo được ở góc cái là hơi lát nhỉ. Đây, mình có thể treo được đây, được phẳng nhá, không mình có thể treo được ở đây mà. Có nghĩa là có thể ngồi, thậm chí ngồi chill ở đây được. Đấy, cũng là một option đấy, Hiếu ghi vào cho anh. Cái đấy hay đấy. Đây nhá, cái này là yêu cầu thiết kế nhá, là thêm một xíu về cái yêu cầu thiết kế của khu bếp. Nó thêm một xíu. Thứ nhất là đã chia lại ok đúng không? Thứ nhất là phải có thùng gạo này, nồi cơm này, nồi chiên thông dầu này, gò vi sóng này, cốc nước này, nhiều cốc nước bởi vì nhà anh rất là nhiều cốc. Nó kiểu dạng cứ anh cứ nhìn thấy vui vui cái gì ở cốc của anh ấy phải, mà nó sẽ được thay đổi bởi vì giống như kiểu hôm qua anh đi chụp mấy cái bolit là mặc dù bình hoa của họ rất đẹp nhưng mà nó bị mua mỗi hai cái, thì nó nhiều khi ví dụ kiểu mỗi hôm bọn anh là muốn cắm hoa này hay là muốn kiểu dạng thay đổi các thứ thì nó ok hơn. Nữa là một cái kho để đồ khô. Một cái kho để đồ khô thì chắc là cỡ khoảng 40 phân là ok, 40 phân cao kịch trần là ok. Và chỗ để úp nồi là cái bọn anh biết, úp nồi là cái chỗ mà ngăn kéo ấy, ngăn kéo mình kéo ra kéo vào mình bỏ các cái nồi với cả các cái bát đĩa mà mình vừa mới rửa từ máy rửa bát ấy bê vào đấy. Thực ra thì đối với cái nhà bình thường ấy thì anh sẽ là cái công năng nó sẽ theo kiểu như này, rửa sơ ở đây, kéo ra đây là gọi là cho máy rửa bát, có nghĩa là bao giờ cũng phải vàng hết tất cả các thức ăn đi này, chứ không ai kiểu là bát ta rửa còn nguyên kiểu cơm các thứ nhỏ cái đấy mà người ta cho đấy, nó ta phải rửa sơ hết xong bắt đầu cho vào máy, cho máy chạy xong ok xong thì có hai option này. Nếu mà trong trường hợp mà nhà anh còn bếp ấy thì anh sẽ làm như này, rồi anh sẽ kéo thêm một cái hệ này nữa để anh gọi là nó giống như kiểu khi mà anh rửa nhá, sau anh cho vào máy rửa bát nhá, sau anh cúi xuống anh mở cái ngăn kéo bên cạnh ra để anh xếp hết tất cả. Có nghĩa là khi mà đây nhá, máy rửa bát ở đây thì anh mở cái máy rửa bát ra thì anh sẽ mở cái máy rửa bát ra, lấy bát này, lấy son người này và có cái ngăn kéo bên cạnh ấy, anh kéo ra và anh xếp từ bên cạnh sang bên kia luôn, anh không phải đứng lên ngồi xuống nữa, thì đấy là một cái công để đỡ phải kiểu đứng lên ngồi xuống. Nhưng mà trong trường hợp này thì chắc là anh sẽ phải theo kiểu là người ngồi giữa đây cả, mở cái máy ra và kéo gọi là bát đũa xong rồi các thứ từ bên này sang bên này
là cái chỗ ngăn kéo xong rồi ngăn đũa là đây. Đó. Hoặc có thể là nếu mà trong trường hợp mà giả sử là ở đây cứ để sau đến lúc mà mình vẫn có một cái tủ trên có thể để được ban đũa thì là mình có thể để luôn ở đây, ok. Khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ăn một bữa mà nó không có quá nhiều ban đũa thì mình chỉ cần cái đồ rửa ở đây thôi, mình cho thẳng cái trên là xong. Còn về cái bếp thì đây cũng là một cái phong cách mà nó khá là nhiều người thích bởi vì nó có chi tiết. Thực ra là nó có chi tiết khi mà cái người của mình ấy nó vẫn chưa quá quen với cái sự gọi là sự cái kiểu phẳng phiu các thứ của các cái móng đô, các cái cánh này. Cho nên là khi mà tăng chi tiết và tăng chi tiết ở những cái phần mà nét vào khung các thứ này ở đây là nó đã ok hơn này. Thứ hai là mình có thêm các cái tay nấm thì trông nó điệu đà hơn. Thì đây cũng là một cái phong cách mà anh nghĩ là anh có thể theo trong cái nhà mình, bởi vì là các cái món đồ nó cũng trội lên, nó cũng không quá nhiều mà nó sẽ chỉ tập trung ở cái khoang bếp và những cái tủ mà cái được tủ gần tường. Nhưng mà có một cái vấn đề của cái này đấy là anh hiện tại bây giờ chưa tìm được cái đơn vị hàng sơn nào mà nó làm cho anh tin tưởng, cho nên là chắc là anh sẽ phải tìm hiểu thêm. Chị Tú thì sợ giá trị lại cao thì anh phải cân đối với cả tài chính của anh nữa. Ví dụ như kiểu là từ 300 đến 400 là hàng sơn thì cái sơn này có đảm bảo không? Đó. Thì anh sẽ trên đường tìm hiểu, có nghĩa là song song cùng với cái việc mà anh em mình ngồi phân tích các thứ ra thì anh sẽ phải hỏi qua các bên. Ví dụ thứ nhất là khi mà có cái mặt bằng phá rỡ, có cái mặt bằng gọi là mặt bằng hiện trạng và cải tạo để phá rỡ là đã có được một cái sơ bộ về tổng giá trị của cái gói phần khâu, đúng không? Ví dụ như kiểu là gạch, vừa rồi anh vừa mới gửi cho mọi người xem cái gạch ấy là đấy, thì cứ có đợt nào sale thì nếu mà hợp thì anh lại bảo tôi để tạm ở trong kho cho em là người ấy là sẽ ok, anh em mình lấy được giá rẻ mà vẫn ngon. Còn trong trường hợp mà nếu mà ví dụ như toàn bộ cái phần này mà chỉ định ống gạch thì bây giờ có thứ nhất là có diện tích này, thứ hai là có chỉ định cái mã là đã có dự toán ví dụ như giả sử mà phần khâu này mà anh bây giờ hiện tại đang lên đến khoảng 150 chẳng hạn thì đồ gỗ anh chỉ còn có khi vòng 100 thôi, còn và còn 80 thôi, đồ thiết bị đúng không, thì sẽ phải cân đối lại hết tất cả mọi thứ chứ không phải là mình theo kiểu mình cứ vẽ xong rồi ra sao ra thì nó không phải một cái hay. Đấy, đây có cách mà tủ cái các thứ mà có các cái chi tiết này. Đấy là một kiểu. Cái nữa, đấy là cái vệ sinh. Vệ sinh thì đây cũng là một phương án mà cân nhắc ở cái phòng vệ sinh bên ngoài. Cái phòng vệ sinh bên ngoài có thể sử dụng một cái phong cách như thế này để cho nó thứ nhất nó nhẹ nhàng, thứ hai là nó không bị kiểu quá là gọi là như nào nhỉ, kiểu khô cứng ấy. Đó. Ví dụ như cái chậu rửa có thể mình làm một cái mà tạm nhiên đổi cái bàn để nó đặt cái chậu lên là xong thôi, và cái này nó là gỗ thịt thì sử dụng kiểu nước thôi các thứ mình không sợ, nhưng diện tích sợ đủ thì bây giờ anh em mình phải design đúng không, nhưng mà đây là đang định hướng về cái mặt gọi là phong cách, và ví dụ như ở phòng vệ sinh ngoài kia là chỉ để dành cho anh em văn phòng và khách của nhà anh dùng thôi, thì mình có thể là mình sử dụng những cái phong cách như này thì nó sẽ gọi là trông nó sẽ nhẹ nhẹ hơn một tí. Còn ở trong cái phòng vệ sinh của nhà anh ấy, thì có thể mình sẽ sử dụng nó mang cái chất công năng nhiều hơn, bởi vì nhà anh như trong nhà kia của anh thì dùng khá là nhiều đồ đấy, ví dụ như kiểu là chỗ để khăn này, chỗ để mỹ phẩm này, chỗ để những cái món kiểu tẩy trang với cả sữa rửa mặt các thứ, mà còn phải có chỗ để chữ các cái đồ đấy cho kiểu dạng mình chưa dùng thì mình để tạm đấy đã. Đó. Cái phương án nữa mà có thể cân nhắc đấy là color block, nhưng mà thực ra thì anh khá là mệt với cả color block bởi vì lần này mọi người dùng nhiều quá, nên là anh đang cân nhắc xem không biết có nên dùng không. Đấy là color block ấy, thì thực ra nó có một cái điểm mạnh đấy là nó tiết kiệm chi phí đầu tư.
nên là thay vì là em phải ôm rất là nhiều thứ, căn này là một trong những căn mà mức đầu tư nó cũng không cao để mà làm ra được, là ôm hết tất cả mọi thứ. Cho nên là anh có mấy phương án để mà tiết kiệm chi phí đầu tư mà vẫn có một cái mảng tường trông nó đẹp. Đấy là thứ nhất là dàn dày dán tường, thứ hai là sơn cho tường hiệu ứng, hoặc là ba là vẽ tranh tường. Vì vẽ tranh tường thì nó hơi rủi ro và có thể nó sẽ lỗi mốt, nhưng mà có là blog ấy, và khi mà có các cái gọi là design mà nó rõ rệt về mặt kiểu hiệu ứng thị giác với cả nó đồng bộ với cả các cái phần đồ đạc ấy thì cũng khá là ok. Có thể kể qua như cái dự án này là trước đây anh làm cuối năm ngoái. Thì để mà nói qua nhá, để mà làm color block cho nó quê ấy, thì thứ nhất color block nó sẽ hay nhấn vào các cái tuyến ở các cái đường cong ở đây này. Chứ anh thấy khá là những người là color block có thể vuông như này, mà đa phần sẽ là đường cong. Thì cái đường cong này thì nó phải được nhấn. Nếu mà giả sử có mấy thứ mà sẽ làm em thất bại, nhưng mà em làm color block đối với cá nhân anh thôi, và anh sẽ không để bọn mày làm trong khi nào bọn mày vẫn còn làm với anh. Thứ nhất, các cái đường tròn này, đường tròn kết thúc ở đây nhá, và anh sẽ không một vài người cái này để đâm vào chính cái giữa cái đường tròn này, hoặc là đâm vào lơ lửng ở giữa cái đường tròn này, anh sẽ để nó kết thúc ra ngoài cái vị trí này. Mà nhớ cái vấn đề SOS không? Cái thứ hai đây này, nó bao giờ nó kiểu không được dấp dính, nó phải tách hẳn ra. Và cái thứ hai đấy là các cái tuyến này, anh nhìn ra cái tuyến này, nhìn con tuyến nó chạy suốt từ bên này, cắt qua bên này, chạy vào, thì nó sẽ là một khối. Chứ nó không chỉ đơn thuần là color block ấy. Có thể nhiều người chỉ nghĩ đơn thuần là nó là trang trí mảng tường, nhưng mà color block đối với anh nó phải là cả một khối. Một khối này chạy từ đây sang đây này, và có cái bức ảnh ở bên đối diện này. Đây, cái khối này nó sẽ không chạy ăn vào đây, mà nó sẽ chỉ đến đây thôi, để nó tách cái khối này, khối này tách ra, chứ nó không theo kiểu là nó chạy vào đây xong rồi nó kiểu kết thúc vu vơ ở đây. Cái ở đây ấy, cái góc này nhìn thấy cái chỗ này không? Vâng. Đó, chứ nó không cắt vu vơ ở đây. Đối với anh là nó phải từng tính tí một như này thì nó mới gọi là color block, theo kiểu dạng là mang tính chất là chuẩn chỉ. Chứ còn nếu mà không thì nó hơi kiểu dạng nó dân một tí. Đấy, cái phương án mà cái tủ này ấy, trước đây là anh còn làm cái phương án là toàn bộ cái cánh này là màu này, nhưng mà sau đấy thì anh tạm thời bỏ, bởi vì anh nghĩ là để kèm một cái hệ tủ như này cũng ok, mà thứ hai anh chị cũng không thích quá màu mè. Và đối với khi mà em đã sử dụng đường cong ấy, thì em phải lưu ý để em lặp lại nó, có em phải có tính lặp lại. Ví dụ này, cong này chứ nó không phải ở đây. Giả sử ở đây mà một cái gương vuông thì là vứt, nó bắt buộc phải có đường cong. Còn nếu mà không thì thái bỏ đi, không dùng gương ở đây. Đấy, ví dụ như là ở đây nữa, một cái view này nó thể hiện khá là rõ ràng cái quan điểm về mặt color block của anh. Nhìn cái đường này, một này, này hai này, hai đường đối nhau. Đây là một cái này nó không xuất hiện vuông, nó xuất hiện vì cái này, và nó sẽ kết thúc đây này, nó sẽ kết thúc ở cái điểm này. Đây là một cái ý của anh khi mà color block. Đây, cái view này thể hiện khá rõ ở cái đường cong này. Chứ nếu mà em cắt vuông ở đây tiếp thì nó chẳng có gì phải nói cả. Và cái tab này của anh chọn, anh cũng phải chọn đường tròn, anh không chọn theo kiểu gọi là mấy cái hình nó kiểu vuông như cái phong cách vừa nãy mà anh nói nữa. Phong cách này thì anh nghĩ là anh sẽ đưa ra để làm option thôi, nhưng mà cá nhân anh thì anh sẽ không dùng ở cái nhà anh. Một cái phong cách mà nó sẽ hơi hướng của nó thì nó giống nhà cho thuê. Nó nhìn này là đã gần như là theo kiểu là cái này chính xác nó là nhà cho thuê. Khi mà anh vẽ nó cũng là nhà cho thuê, và toàn bộ các cái bộ bàn ghế này, hay là cái sofa này, hay cái bàn trà này thì nó khá là bình thường đối với tất cả mọi người. Ai cũng có cái nhà có thể làm được như này với một cái mức chi phí nó khá là thấp,
được từ 1 đến 200 triệu và là ok không vấn đề. Thì đối với cái phong cách này thì chắc chỉ nói qua thôi, đấy là toàn bộ các cái phần mà hệ tủ này thì cũng làm như bình thường, anh vẽ một hệ tủ hoàn toàn như bình thường, nhấn một vài điểm có thể nhấn. Cái chỗ này là để anh chữa cái phần mà cái vách bê tông này nó bị chia giữa cái sofa ấy, cái anh kéo dài nó ra để cho cái sofa nó đẹp hơn, có thể nhìn thấy ở cái view quay này. Nếu mà không có thì cái vách bê tông nó vào đúng đây. Đây là một cái dự án mà anh khá là thích, đối với một cái căn hộ mà cái mức đầu tư nó thấp, nó cũng không thấp nhưng mà nó là gọi là nó thấp so với những cái mà nó đạt được. Ví dụ như kiểu cái này là cái mà anh nhấn khá nhiều vào các cái mảng miếng mà có dạng như kiểu hình vòng cung này, những cái hình vòm này, vòm ở đây, vòm ở cái bàn thờ, vòm ở cái tủ này, vòm ở cái bàn, vòm ở cái chỗ này. Thì khi mà anh nhấn vòm như thế, để ý nhá, toàn bộ này rồi sẽ đi theo các cái phong cách như thế. Thì cái căn này là một cái căn mà chủ nhà thì cũng khá là nhẹ nhàng, cộng với cả việc là họ đầu tư không cao thì họ chỉ chỉnh sửa lại một chút thôi. Nhưng mà đối với anh thì anh cũng sẽ khá là hạn chế dùng nếu mà anh dùng, bởi vì là anh có thể vẽ được cho khách nhưng mà anh thì anh không thích ngồi cái ghế sofa kiểu như này. Anh thích ngồi cái ghế sofa mà nó dạng như kiểu em mút mút kiểu dạng dày dày ấy, chứ anh không thích kiểu dạng sofa gỗ ấy. Bởi vì như anh, người anh nặng nha, thành ra là nhiều khi anh ngồi với cái ghế này cứ cảm giác như kiểu anh sắp bị, anh sắp làm một gậy rồi đấy. Thì cái phong cách thực ra khi mà anh vẽ này anh cũng chả biết định nghĩa cái này là phong cách gì, anh chỉ biết là một phong cách mà trông nó tình cảm, nó kiểu dạng gọi là thay vì sử dụng quá nhiều các cái đường thẳng thì anh sẽ tiết chế nó và anh sẽ sử dụng các đường cong để anh bổ sung vào cái sự kiểu dạng như nào nhỉ, kiểu dạng nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp, kiểu vui vẻ gia đình hơn đối với một cái căn hộ như này, chứ nó không quá là thiên về gọi là công năng quá. Ví dụ như cái bàn hay là cái ghế này, đây cái ghế này hiện tại khá là củ nghệ, chúng ta đưa vào các cái món đồ này thì nó khá là hợp với cả các cái gia đình trẻ. Tất cả những cái món đồ này mua rất dễ, cái món đồ để co các thứ là mua từ dễ luôn, cộng với cả cái ghế thì cái ghế này thì nó không bị quá đắt đỏ như những cái ghế kiểu dạng như Metropolis đấy, là anh nhớ là 16 triệu một cái, còn đối với cái này nó chỉ rơi tầm khoảng 2-3 triệu cái, thậm chí có đơn vị gọi là 1,2 triệu đó, mà mua nhiều thì còn được giảm giá. Đây, nó qua một tí về cái phòng ngủ. Đấy, cái nhà này thì cái layout của phòng ngủ này nó khá giống với layout cũ nhà anh. Khi mà layout cũ nhà anh có thể sử dụng ở như này. Nhưng mà nhà này thì chưa có trẻ con, thì nhà anh có cả trẻ con ở trong này. Nên nếu mà giả sử mà có bầy như thế này ấy, thì trẻ con gần như là không chơi ở trong phòng này, mà cái hệ tủ quần áo nó hơi bé. Như nhà anh thì khá là nhiều, và chắc là anh còn phải có chỗ để anh bày cả giày rất các thứ trong đấy nữa. Một cái phong cách này nữa, nếu mà như lúc nào đấy mà anh có nhiều tiền mà thôi, chắc cũng chả làm được, bởi vì cá nhân anh thì anh không hợp ở trong cái nhà như này. Còn có thể là một số người sẽ hợp, một số người có kiểu dạng nhà đấy thanh lịch hơn, nhẹ nhàng hơn, chắc chắn hơn. Còn đối với anh thì anh hơi phổi bò một tí nên chắc là anh sẽ không hợp. Như các bạn vừa thấy đấy, thì sau khi mà chúng mình làm xong cái concept về mặt layout thì chúng mình sẽ bước vào một cái giai đoạn là ngồi bàn với nhau về các phong cách, các cái hình thức mà chúng mình có thể theo đuổi ở từng cái dự án khác nhau thì khác nhau. Ví dụ như có những phong cách thì mình sẽ làm kiểu Indochine này, có những phong cách thì mình sẽ nhảy sang mình làm kiểu New Classic, có phong cách thì mình sẽ làm kiểu dạng nó Minimalism hay là vân vân. Thì tất cả những cái phong cách đấy ấy, thì nó phải phù hợp với lại, thứ nhất là phù hợp với mức đầu tư, và thứ hai là phù hợp với lại cái sở thích của chủ nhà. Ví dụ mình không thể nào mình áp dụng một cái phong cách theo kiểu dạng New Classic với một cái người mà, đấy như kiểu mình nói trong clip đấy, là mình
không phải là một người kiểu khanh cảnh hay là như là đấy quá. Có thể là bây giờ mình chưa khanh cảnh, có thể về sau đấy tầm khoảng 50 tuổi thì mình sẽ kiểu suýt sủng các kiểu này. Trước đây mình cũng có suýt nhưng mà bây giờ thì mình chán rồi. Thì 50 tuổi mình có thể mình suýt thì mình sẽ nhẹ nhàng thanh lịch hơn, mình không kiểu ồn ào vui vẻ như kiểu bây giờ nữa. Thì mình sẽ có thể lúc đấy mình sẽ làm cái nhà mình kiểu như classic thì sao. Còn như hiện tại bây giờ thì mình đang thiên hướng là mình sẽ lựa chọn một cái phong cách mà nó theo kiểu lai giữa minimalism cộng với một chút của những cái dòng contemporary để cho nó có một cái sự kiểu vui vẻ hơn. Mình sẽ sử dụng một số các cái giấy dán tường mà mình hiện tại mình mới được nhận mẫu thì mình cảm thấy khá là hay và nó rất là đẹp. Thì để một thời gian nữa khi mà chọn giấy dán tường mình sẽ giới thiệu qua với tất cả mọi người về tất cả những cái mẫu giấy dán tường mà mình đã từng có cơ hội được sử dụng, được gọi là được giới thiệu qua cũng như là mình sẽ dùng cho căn hộ của nhà mình nhé. Và cuối cùng mọi người cảm thấy hay và thú vị thì nhớ like và subscribe kênh của mình cũng như là ủng hộ mình bằng cách comment ở phía bên dưới để mình biết và mình có những cái vấn đề gì mà mình cần sửa đổi thì mình sẽ cố gắng là mình sửa đổi một cách tích cực nhất. Xin cảm ơn, xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào 8 giờ tối mỗi thứ bảy hàng tuần nhé.